Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game The Swarming. Ok, lụm về một số thứ khá. Nhỏ này mệt rồi, đi ngủ đi. Thằng này very hungry. Very hungry lên đây. Ông già rồi. Very hungry hả? Ở đó đi. Bà này cũng đói nữa, trời ơi, đói nhiều vậy. Đói quá làm sao. Không biết có đây. Nhỏ này khoan, lại thu thập hai cái này cái. Rồi. Thằng này có nước không? Đủ nước không? Chết màu không? Thiếu một nước rồi. Chết thiệt. Thiếu nước mới chết người đi chứ làm sao đây. Ok, ngủ đi. Chừng nào nó mới có nước này đây trời, để nấu ra một bát cũng không đủ cho ba người ăn, thúi lòng. Ở đây nâng cấp cái nhà lên. Đúng rồi, nâng cấp này lên. Biết là mày đói rồi nhưng mà cũng phải nâng cấp cái nhà lên nữa ta. Chờ có nước cái ăn mì cái nha, ăn mì. Mày đói tao cũng đói vậy. À, con người quỵt nữa. Đó, cái nhà full nè, cái nhà xịn nè. Có nước không bạn? Anh bạn có nước không? Ở đây có 8 nước đúng không? Được, tôi lấy hết. Đổi cho anh cái bình nước. Đó, một bình nước đổi 8 nước, khỏe re liền. Đường còn tới 13 cục luôn. Lấy cái này đi, hai cái đủ quá. Ok liền, đổi 8 nước liền. Bà này qua nấu ăn liền, nấu ăn lên lên. Đúng rồi, tạo hai củi liền, tạo một củi nữa. Nó này là lấy thịt. Thằng này đâu, thằng này nó buồn, nó tới đâu nó cũng ngồi được. Chờ xíu nha anh bạn, để tôi ra vô tôi coi còn cái gì để đổi không. Shit, mấy cái này ra. Ok, cái này rồi, bà này húp. Ủa chưa nấu sao húp được. Húp cái tàu đó. Yeah, very hungry. Bà này vô nấu tiếp, thằng này ra cửa rồi. Ra cửa coi thằng này coi nó còn cái gì để đổi không. Mình nhiều đồ để đổi lắm mà giờ không biết đổi gì. Cho thằng này nó đi ăn cướp à. Nhỏ này hungry à. Nhỏ này ngủ đi, hôm nay ngủ bà này gác tiếp. Ở đây còn nhiều cá chưa. Lại trường tiếp. Khỏi cần. Giờ thì mình đào hết mấy cái lỗ rồi phải không? Ok.
Mẹ nó là sẽ chạy nhanh. Nên chạy nhanh thiệt. Đồng mới có gì? Hai gỗ tuyệt vời. Cái này lượm hết dây. Chuẩn bài. Đúng rồi. Xuống đây. Đó, đúng rồi. Mở cửa. Xuống đây không được không? Xuống đây là leo vô. Vào đây. Đây coi đây có gì. Cái sông này phải có cái đồ cưa mới được. Đây là những con người nguy hiểm. Xuống. Đây đây có đây có cái song sắt luôn. Ở trong đây có cái gì? Con cái gì hả? Buồn á. Ở đây có thùng hộp. Đóng cửa lại. Thùng lạnh nó có gì? Oh my god. Thùng lạnh có chín nước. Bỏ hai cái này lại được lấy chín nước. Rồi có thể đi rồi, ok. Rồi lên. Run to exit đi cho lẹ. Run. Đâu à? Ồ, chạy đâu luôn hả? Lẹ rồi. Chính nước khá lắm à, chính nước đỡ tốn. Đây 14 mà. Để coi lần này nó có chế được bao nhiêu nha. Oh shit, thiếu cái này. Thiếu thì để đó. Đi ngủ. Bà này cũng mệt rồi, đi ngủ. Dạo này very hungry, không lên đây nấu đồ ăn ăn. Cái tủ lạnh nó nhiều đồ quá. Hai củi nữa. Biết nâng cái lò lên nó cho nấu đồ ăn gì nhiều mà.
Ok. Ngày 14 rồi, nhẹ nhàng thôi. Nâng cái lò lên, còn cái lò thiếu cái này. Đang mưa lớn rồi. Chết thiệt. Mưa lớn chứ phải nói lớn lớn mà được, chứ không là nó ồn lắm. Thiếu cái này mới đau nữa chứ. Nó cần 30 lận. Giờ làm gì? Mới 9 giờ sáng à? Đây đây đây, có ai đây? Thằng này là thằng nào? Lee, I need your help. Oh shit. You are the first person who opened the door. Thank you so much. Quickly, my order is short. Oh, trời, nó bị bắn bởi cái thằng gì? Bắn Nisper là súng bắn tỉa. Cái bắn gì ta? Không quên à? Dùng từ không biết nữa. Súng bắn, súng nhắm á, là kêu bằng gì? Tôi kể mẹ đi. Lee has carried him home. À, or he will die. Ok, giờ mình sẽ đi đến phụ với thằng đó làm bảo vệ cái thằng này. Yes. Let's go. Ok, giờ nhà còn có 3 người thôi, để cho mấy nãy ngủ. Ông già này ông ông già này ông khỏe rồi. Để cho ông bà này bà cần cái gì nè, còn ten. Có ý tưởng gì? Đi ngủ đi. Này cái gì nữa nè? Alcohol rồi. Làm rượu hả? Cái này là cái gì? Ủa, này hình như là cái bình thùng nước hả? Mình nãy không ta? Sửa nhà lại cho nó ấm hơn. Kiểu giống vậy. Mùa đông là phải sửa nhà lại. Rồi mát. Ông này lên đây coi nó còn thiếu bao nhiêu. Sửa nhà ở đâu vậy? Sửa nhà ở đâu chuối này ba? Đây. Tự nhiên chui xuống đó thằng điên. Thiếu này thiếu 2, này thiếu 5. Ok. Cũng không có gì nhiều. Sửa cái lỗ này là cái lỗ này bự quá. Bây giờ làm gì? Cũng 2 giờ PM mà chờ này sửa xong ở nhà thôi, end day cho chắc. Oh, nó che lại nè. Ok, end day. À, thằng này sẽ đi tiếp. Ông này gác, bà này ngủ đi. Ở cái trường học, tiếp tục là cái trường học. Không đem theo cái gì hết. Gom hết đồ từ cái tủ lạnh về. Mình phải chế đồ, chế cái đồ cưa ở chỗ này, cưa vô đây nhiều đồ. Thằng này nó chết queo rồi.
Rồi xong rồi nó đi rồi. Thằng này nó còn sống nè, nó thấy mình xuống là nó đi ra liền. Bộ thằng kia nó cũng còn sống mà nó nằm im thôi. Oh shit, gì vậy? Đúng đâu? Sao vậy? Mấy đứa này là mấy thằng gì ngồi đó làm gì? Lại đó kia kiếm cho lợi lục ngay chỗ mà gần nó chắc nó quýnh chết. Ok, okay, mấy cái băng này tiện lắm á. Chết mẹ khóa rồi. Ok, gì đây? Gỗ gì hết trơn rồi. Đây, ở đây nó có chuyện, ở đây nó có cái gì nè. Thức ăn cũng được. Shit, sai lầm rồi. Để lại cái là tưởng ngày mai nó còn rồi, vậy nó hết luôn. Vậy là chưa nâng cấp được. Vậy là phải tìm cái chỗ khác rồi, ở đây trống trơn rồi. Shit, thôi xong rồi. Run to exit luôn. Mẹ, xui quá. Là 15. Very hungry. Nhỏ này chạy xuống chế cái bà nó cũng very hungry à, tôi thua rồi. Chế cái này. Hai cái, ba cái gì luôn đi. Ông già đâu rồi? Nấu đồ ăn ăn. Cần hai lửa. Wow, giờ mới là cái thời khắc khó khăn đi chứ. Chắc phải ăn thịt sống quá. Nó vẫn thiếu cái này hai cái mới độc chứ. Đọc chiêu chứ. Trời ơi, ông nội này cũng bệnh, cũng mệt. Mẹ bà ơi, chuyện gì vậy ta? Ngủ đi. Ông bà này gắn cục cho vô, gắn cục vô. Thằng này very hungry, quất hai cục đi. Ăn nhanh chóng. Khổng không thúng nước nấu. Mặc dù tôi biết không ngon đâu, thịt sống là không ngon đâu, nhưng mà ok. Đi nghỉ, đi ngủ đi. Bà này cũng lên quốc hai cục. Ông này cũng, ông này cũng bệnh hả? Cũng bệnh mà không có thuốc, có cái này ăn được không? Bệnh muốn cái đó vô được. Đó, đó, đó. Uống thuốc, uống thuốc, có thuốc, có thuốc. Ok. Hai ông bà già này ở nhà không à, để nó vậy thôi. Chứ mẹ dữ quá mà, chỗ đâu ăn nổi.
trời nó không còn đủ đi ngủ mà ông đó mệt rồi, nông bệnh rồi ông mệt lum. Mẹ bà ơi, chuyện gì xui dữ vậy ta? Thôi cái chỗ đó hết đồ để lấy rồi, mình đi chỗ khác thôi. Nè đây nâng cấp được rồi nè, quất không ta? Có nên quất không? Quất còn nó nhiều, còn nó chế ra được cái lò gì khác không? Lò nướng hay gì nướng thịt lên ha. Chế được cái lò mới. Rồi là full nè. Oh, tiết kiệm nước. Oh, được. Khá tốt. Oh shit. Hay. Tiết kiệm nước, tiết kiệm củi phải không? Vậy còn gì bằng. À, vậy đáng lẽ là phải nâng cái lò sớm mới đúng. Tiết kiệm nước. Hôm nay đi làm cái này liền. Có 5 cục này, chút nữa thằng kia là đổi một số thứ. Cục này đổi được nhiều lắm á, 5 cục luôn. Hai giờ PM mà thằng kia không lại chắc thôi không có rồi đó. Từ từ tìm tụi bay sao, nhỏ này đi. Thằng này gác. Hôm nay ngủ, bà này ngủ đi. Nên đem gì theo? Nên đem cái sẻn theo. Lỡ có đào gì đào. Thôi ăn xong rồi, uống nước rồi. Oh shit. Gì vậy? Sao nghèo nàn dữ vậy? Ây, con người. Nhìn vô coi. Oh. Tài này. Đều lên. Nó đứng ngay đó nguy hiểm quá. Có thể có thức ăn. Ok. Nhẹ nhàng thôi. Shit, đây có hai người luôn. Trên đây có ai không? Cái đó như cái cửa sổ phải. Đúng rồi. Oh shit, nó đi lên. Nó đi lên. Oh my god. Chết mẹ, cửa khóa dướng trong đây rồi. Thôi tiêu tôi rồi. Má vô đây là chơi mình liền á. Vô đây là xúc mình luôn á. Là có cái sẻn nè, đựng đầu à với bố. Chết rồi, tôi bị về giữ ở đây luôn à. Ok đúng rồi, đi. Shit.
thằng này đi lên, thằng kia đi xuống gì lum đây. Hồi hộp phải đái. Ok, nó đi xuống rồi, đi xuống. Ok, biến đi. Biến lẹ giùm con đi mấy ba. Ok. Ôi tẩu 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 di thiện sách à, ghê quá, nguy hiểm quá. Chui xuống đây coi, xuống đây nó có cái tủ ở trong này. Đào đào con, đào đi đào quá. Nguy hiểm thiệt, nó có nhiều cái chỗ đi dưới đây đâu. Đúng rồi, cái tủ. Ok. Yeah. Cái tủ không à. Còn còn cái bên này nữa. Nó không biết mình chơm hết mớ đồ của nó. Tủ này cũng nhiều đồ nhưng mà đầy rương ơi, mình cần kiếm gỗ đâu. Nó cái đệt mà. Chuyện gì vậy? Ôi, trễ rồi, vô. Bạn ở đây mà nó sớm sáng quá là bạn không về được. Không về được là thôi mạng đó. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Đây ngày 16 rồi. Ồ, đùa với bố hả? Có người canh mà mày dám lại đây mà chơi hả? Y đây có 2 phút. Khá. Ok, nấu ăn thôi. Này bao nhiêu? Cần một lửa một đúng không? 5 mét. Tại đây lượm 2 cái cục này vô cho tao. Này mà từ ngủ đi, nấu 2 chén tiết kiệm nước hết mức có thể chứ sao giờ. Bên này hết bệnh chưa? Hồi hết bệnh liền luôn ta, dữ dằn thì. Bà này để miếng thịt vô. Ủa gì vậy, húp cái đi nhỏ này, húp cái. Yeah. Đi ngủ, hôm nay lên húp cái. Thôi qua đây lượm cục thịt nữa. Hồi thịt quá nhiều. Bỏ cục thịt vô lại. Rồi. Rồi, ông này hungry hả? Lên đây. Vì ba tôi bấm lên đây mà ông chạy đâu dưới. Ông già lẫn. Trời, bắt đầu lạnh rồi. Lạnh quá mức rồi. Khoan. 17 độ rồi, chuẩn bị làm cái lò sưởi là vừa rồi đó. Nhưng mà anh thiếu gỗ rồi, mới chết người thế này. Chạy xuống rồi làm cái lò sưởi. Ý gì, có người. Mày quá. Tôi cần cái này, tôi cần hết cái này luôn. Ok, ta đổi mày một cái này được không? Thuốc lá sao?
Thu lá kinh đó. Cái này không là gì hết á. Phải có cái này nữa. Đi. Điều. Rồi, quất. Yeah, tao còn cần nữa. Cần còn hết gỗ của mày luôn. Đúng rồi. Giờ tao đổi mày bình nước chịu không? Bình nước cục kim cương mới chịu. Thằng hàm hố thiệt. Rồi. Thêm thức ăn. Rồi. Trả ra mà. Bình nước cục này đổi 12 gỗ quất. Tao cần hết mấy cái còn lại luôn. Không được, lấy cái này lại. Một gỗ. Lấy cái này. Đổi đổi gì vậy ta? Đổi cái này được không? Cái cây này. Chà, chả có gì gọi là với nó vậy. Cái này alcohol. Trời. Tuyệt chưa? Cái ôi. Cái rượu xịn nha, cái rượu đổi một rượu đổi như đây khoan, đổi nữa chưa, đổi cuốn sách luôn. Y nó hết chịu rồi. Ôi ghê vậy ba, cần gì không? Đổi cho bạn gấu thích đi chưa? Gấu thích đi khỏe nha, gấu thích đi bằng ba này luôn rồi. Để đổi thêm một số cái nữa. Cái này đi. Rồi hết luôn, đúng rồi. Đổi bằng cái này. Không đủ luôn, thêm miếng thịt vô, đổ liền. Trừ bớt lại. Trừ bớt lại, thêm này vô. Cái bệnh cũng khỏe vậy. Rồi quất. Rồi hình như tao có đủ đồ rồi đó, đủ đồ để sống rồi, ít nhất là vậy. Very hungry. Làm hai cái luôn, tiết kiệm nước. Giờ là mọi thứ thằng này mạnh lại là mình phải đổi ngay. Đây đúng rồi, nâng cấp lên. Yeah. Ok, thằng kia đâu? Thằng nào? Còn thằng nữa mà. Ăn đi. Ăn xong rồi phải không? Chạy ra nói với nó. Mình phải làm cái lò rượu mới được. Cái rượu đổi xịn quá. Cái rượu tiền không á. Cái rượu đổi ghê quá. Này. Thôi không cần. Vô tới đi. Rượu. Rồi được rồi. Thôi biến đi. Biến giùm tao cho đẹp trời. Đó. Yeah. Đúng rồi. Trồng được củ cà rốt, trời ơi, ý, 4 củ lận. 4 củ bằng 10 nước. Dạ, tuyệt vời. Đúng rồi. Củ cà rốt được lắm chứ bộ, nhưng mà nó tới 10 nước lận, mà nó 4 củ. Nên không ta? Nên không? Thôi lại coi, chế nước được không? Nước còn nhiều, mấy cái ngoài chế nước liền, mấy một củ cà rốt liền. Yeah. Rồi, để mình được rồi. Ê, không phải xuống đây mình coi nâng cấp cái này lên mới đúng nè. Cái này thiếu gỗ à, nâng cấp cái này lên nó có cái gì.
ngoài nó chế được súng á, nhưng mà súng thì phải cần nhiều thứ lắm. Ok, tạm ổn. Cái lò sưởi trời, cái lò sưởi cũng thiếu nhiều. Hotel đi. Ý, hotel thì nguy hiểm lắm á, nhưng mà nó có nhiều. Ok, đi thử. Nhưng mà xem theo cái này, đụng một lỗi luôn, khỏi nói nhiều. Lên lúc. Chả có gì hết chị. Nó có súng. Chết rồi, bị kẹt rồi. Đập vô. Thằng khốn kia nó có súng. Đi lên rồi. Thôi. Chết bố tôi rồi. Vậy phải làm sao đây? Đi xuống. Thằng cố kia trên kia thì thua rồi. Mở cửa đi vô luôn đi ông nội. Ông tía thiệt. Đi. Nó làm gì kìa? Nó có gì vậy? Trời. Giờ thập diện mai phục giờ sao đi ra? Chết tôi rồi. Này nhảy xuống là gặp hai thằng liền. Mở cửa nó bị khóa. Ê, nó đi lên, nó đi lên. Cơ hội là đây. Khốn nó ở trên kìa. Trời ơi, giờ sao đây? Thôi. Mẹ nó. Tắp cho tao, tắp. Mày.
Run, run. Nè nè, thằng nào xuống đây? Bọn tao lùi hai cái xỉu rồi. Run, 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 run. Mẹ nó, bị thương luôn rồi. Nó có súng mà nó bắn không được. Kìa.